chào mọi người. Hiện tại mình đang đứng ở trước cửa chợ Eden, là chợ Việt Nam ở đây. Thì hôm nay thì hiện tại là ngày 19 tháng 6 là ngày quân lực gì đó, cho nên là xe rất là đông, rất là nhiều xe hôm nay, khác xa so với trong khoảng thời gian mùa dịch. Bây giờ là hầu như là dịch đã tạm lắng xuống, cho nên mọi người có thể đi ra ngoài đi chợ và shopping, ăn uống. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy xe mọi người đến đây vui chơi trong khoảng thời gian khá dài, stay home và not work. Bây giờ mọi người có thể làm việc trở lại và có thể đi ra ngoài ăn uống, shopping. Mặc dù vậy thì đa phần là người ta không cho ăn tại trong quán, mà người ta cho to go. Và khi to go thì ở đây có một cái chòi dựng lên chỗ này để mọi người có thể ngồi ăn uống. Nói chung là hạn chế các parking để mọi người gửi xe, mà để dành cái không gian cho mọi người ăn uống ở ngoài đây. Ngoài trời là rất là nắng nóng nhưng mà vẫn ok, không đến nỗi nóng mà chảy mồ hôi ròng ròng như ở Việt Nam. Cho nên mọi người có thể ngồi ở ngoài trời, có chòi hay không có chòi cũng đều ok. Như mình có thể là mình không cần đợi nón mà đi ở ngoài, đi vòng vòng ở ngoài đây vẫn cảm thấy rất là thoải mái. Cảm thấy rất là thoải mái vì mùa đông rất là lạnh, cho nên mọi người rất cần một cái ánh nắng để mà có vitamin D. Và những cái hoa này được trồng lên để mà trang trí cũng rất là đẹp. Loại hoa này nó có rất là nhiều màu, trang trí lên rất là đẹp, có thể là trồng ở dưới đất như thế này hoặc có thể treo lên rất là đẹp luôn. Thì thường thì ở đây là có một cái này để mà có nước. Mọi người có thể quăng đồng sen vô, rồi hôm nay thì không thấy. Hôm nay thì không còn nữa. Hầu như là mọi người vào bên trong quán thì bàn ghế thì chắc lên không cho mọi người ngồi vào trong đây ăn, mà chỉ có thể là to go thôi. Tiệm cắt tóc thì vẫn có thể hoạt động, nhưng mà người ta không được gần hoạt động, cắt tóc không được gần lắm, không được gần người khác lắm. Và người bán thì có thể đeo khẩu trang hoặc là che. Bánh tét chả lụa này chai mặn có hết ủng hộ chùa nữa mình đi. Tại vì không thể tiếp xúc với chị đó, mỗi lần chị đó lần nào đến cũng mua bánh. Thì mọi người vẫn nói chị đó là không được bình thường, nhưng mà theo mình nghĩ với một người không bình thường mà biết kinh doanh mua bán như vậy với cái sức lực của mình đó thì cũng rất là tốt. Nhưng mà khi mà tiếp xúc với chị thì chị cứ nói hoài, nói liên tục làm cho mình thấy ái ngại, giống như là mình đang bị ép buộc cái gì đó, cho nên là mình xin lỗi và bỏ đi. Còn cái quán này thì có thể vào bên trong ngồi, nhưng mà với hạn chế số lượng người. Hầu như là những cái quán là shopping đó, hầu như là hạn chế đi rất là nhiều. Tiệm cắt tóc ở đây thì vắng, mỗi khi thì rất là đông khách nhưng nay được vắng. Khẩu trang may sẵn thì được trưng bày bán nè, nón này cũng bán nè. Người ta không có để giá, ai có giá nè, với cái này là 10 đồng một cái. Giới thiệu này. Không.
Và con dãy bên đây thì cũng có người bán trái cây Việt Nam và trái cây Việt Nam. Lỗ đó bây giờ rau cải Việt Nam. Mình vào bên trong. Fan liền. Ở buổi ăn trưa rồi. Nơi kinh doanh gì? Nói chung mọi người vẫn có thể mở cửa nhưng mà với cái hạn chế số lượng khách, rất là hạn chế số lượng khách luôn. Không như đợt trước mình quay thì có đâu má nè, quay thì hầu như là người ta đóng cửa hết. Mình vào trong đây mình cảm giác mình có cảm giác rợn người luôn. Hôm nay thì mọi người xung tụ lên rồi làm cho cảm giác nó được thoải mái hơn. Khu vào bên trong đây thì hơi vắng. Và khi vào trong bathroom thì cái bảng này đã hiện lên là không được lây lan, phải như là rửa tay sạch sẽ. Có thể lấy một tờ giấy nào để kéo cánh cửa ra, đẩy cái chân, bỏ cái giấy vô và đi ra. Đó, rất là easy, easy luôn, không sợ bị lây lan. Hồi đó mình đi hướng này các bạn, thì nó hay hơn. Người Việt Nam. À, vừa được mở cửa giống như là mùa xuân đã quay trở về rồi đó, cho nên là mọi người nên chủ này đã mở cửa ra và trang trí những cái liễn nè, giống như là mùa xuân đã quay trở về, giống như tết quê nhà mình vậy đó. À, bây giờ đã bán rất là nhiều hoa thơm nè, kinh giới nè, ớt nè, ở dưới này 34 đồng, 99 tức là 35 đồng. Cái tắc này rất là to luôn á. Cái tắc này giá là 186 đồng, 99 tức là 187 đồng. Với cái tắc này nó cao khoảng 2 mét. Mùa xuân đã quay trở về. Xuân đã về. Tiệm vàng vẫn mở cửa. Visa là ở đây cũng có rất là nhiều người chơi trong đây. Và cái chỗ mà đồ này thì có để cái bảng, tại đây có bán khẩu trang 3 đồng một cái nè. Nhưng mà đi ra ngoài chỗ này bán chả rất là thơm luôn á. Thơm quá. Chỉ có thể là gia đình mới ngồi gần nhau được thôi. Còn người lạ thì nên giữ khoảng cách. Người Việt Nam hay cả có người Mỹ, người ta cũng đến chợ Việt Nam để mà relax. Cả có người Indian, Ấn Độ. Như chị đó. Ê. Chạy sữa lúc nào cũng đông khách. Người ta vô, người ta xếp line. Còn quán này mỗi khi rất là đông khách. Bây giờ là đành chịu đóng cửa thôi. Đây là phố Ông Đồ nè. Giống như là mùa xuân đã quay trở về. Khi được mở cửa giống như mùa xuân đã quay trở về. Vui lòng đeo khẩu trang khi vào tiệm nha. Cảm ơn nha.
rất là cẩn thận luôn. Rửa như thế này để giữ an toàn, hạn chế dùng tay, hạn chế dùng tay, nên dùng chân, an toàn là bạn, đúng không mọi người? Không. Bây giờ là rất là đói bụng, mình đi đến một cái quán ăn. Maybe có những quán thì nó cho vào người ăn và có những quán thì không cho vào người ăn. Ở một cái quán này, ở đây người ta cho ngồi là như giữ khoảng cách xa, nên giữ khoảng cách. Người ngồi thì giữ cái khoảng cách với nhau, xa xa có một bàn. Và nhân viên thì phải đeo khẩu trang, đeo khẩu trang lồng kính nè. Và đồng thời phải đeo cái khẩu trang nữa, rất là kỹ luôn. Tâm mũi lượng Mỹ. Bây giờ mình có một dĩa cơm phần đặc biệt với giá là 11 đồng 95 xu. Những dĩa này rất là to bự và rất là ngon luôn. Cái món mới cái thêm món mới đó là mì vịt tiềm. Mì vịt tiềm là rất là ngon ở đây luôn, rất là ngon luôn. Bỏ giá vô nè, gấp miếng thịt lên nè ha, trộn lên, rồi gấp cái đùi lên, gấp cái đùi lên nè ha, cái đùi là đùi vịt, rất là ngon luôn, nước rất là ngon béo luôn. Và ăn kèm với đu đủ rất là ngon. Còn món cơm tấm này á, trứng thì chiên ra, còn lòng đào nha, thịt á thì nướng hoặc là thìa lan. Và đồng thời là có cái sâu tôm nướng thế nào rất là ngon luôn. Cà, leo, salad nè. Lấy miếng bì qua nè, trộn lên nè. Mời mọi người. Sau khi ăn uống xong rồi và đi shopping xong rồi, bây giờ mình lấy xe ra đi về. Mặc dù ở đây được mở cửa kinh doanh nhưng mọi người vẫn phải giới hạn số lượng người, và đồng thời đi ra ngoài cần phải đeo khẩu trang vào nè, và nên giữ khoảng cách với mọi người. Ok, vậy mình xin dừng clip tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Bye bye.